Hello các bạn, lại là mình và góc phòng quen thuộc đây. Gần đến Black Friday rồi, hôm nay mình về thêm hai thùng nữa. Hãy cùng mình mở ra xem bên trong có những gì ha. Rồi, mình mới mở mấy cái băng keo ra rồi. Hãy cùng mình xem coi bên trong có những cái game nào nha. Mình rất hy vọng là có một cái game Kickstarter. Nghe nói có một cái bộ game nhỏ về. Thì đầu tiên coi thử cái hộp này đã có những cái gì. Đợt hàng này mình cũng mua từ Miniature Market thôi. Theo mình thấy ở đây có 5 game. Rồi, bộ đầu tiên là Attack on Titan Deck Building Game. Mình để qua bên góc này ha. Bộ tiếp theo này mình mua The Drop thôi, nó cũng rẻ mà. Adventure Time Card Wars. Ok. Tiếp theo bộ này Wanted. Lúc mà mình mua cái bộ này á, thì mình tưởng nó nhỏ lắm, ai ngờ cũng to. Cầm tương đối nặng á. Rồi, tiếp theo có cái gì? Một bộ Tonari của IDW. Mấy bộ này thì nãy giờ thì đa phần là game cầm nó nhẹ hết à. Còn bộ nữa, bộ này thì khá là nặng nè. Bộ này khá là đẹp của Queen Game luôn. La Cosa Nostra. Mỏng hơn nhưng mà nặng hơn hẳn những bộ còn lại. Rồi, có 5 bộ. Ok, hết rồi. Mình mở qua tiếp cái bộ thùng tiếp theo. Rồi, để coi trong này có em nào. Yeah, đầu tiên là có Attack on Titan. Một bộ rất là bự. Bộ này là board game. Ok, The Last Stand. Rất là bự. Rồi, tiếp theo Skyliners của Z-Man. Ôi, sao mấy bộ bên này nó nặng hơn hẳn vậy. Bộ này thì chắc là nhiều bạn quen thuộc Way of Panda. Bộ này nặng quá, mình cầm một tay không được. Để tạm bộ bên này nha. Ok, tiếp theo có một bộ nhỏ gọn của TMG. Là cái gì đó, Nolemuria. Không nhớ lắm là mình mua bộ này như thế nào. Có một cái hình như cái bill. Ok. Và đây là chắc là cái game Kickstarter đây. Thì ok, chắc mình sẽ mở cái này sau cái video này ha. Rồi, cùng mình nhìn lại. Đợt này sẽ ít game hơn đợt trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 hộp với một cái Kickstarter nhỏ bé. Rồi, cảm ơn các bạn đã cùng mình theo dõi những cái game này rồi ha.